Tết của mọi người đến đâu rồi cả nhà? Em không biết là năm nay mọi người ăn Tết lớn không ha? Em thì năm nào cũng vậy hết á. Ngày mùng 1 thì sẽ về quê chúc Tết ông bà, cô chú nè, rồi anh chị em trong gia đình, gửi đến nhau những cái lời chúc tốt đẹp, để nhận những cái phong bì lì xì. Thì thật sự không biết là mọi người suy nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với lại cá nhân riêng của Nhân nha, mình cũng nói chung là bé nha, mình cũng còn nhỏ, nhưng mà mình thường xuyên dạy bé không có quan trọng là cái vật chất ở bên trong nó nhiều hay là ít, mà cái quan trọng là cái tình cảm, những cái lời chúc tốt đẹp của ông bà cô chú bác trong gia đình gửi đến nhau. Đây là cái truyền thống từ xưa giờ của ông bà mình, nó không có nên so sánh mấy cái đó. Cái điều quan trọng nhất là những cái tình cảm mà mọi người dành cho nhau, cái điều đó là quan trọng nha. Nhân dịp bữa nay ngày mùng 2 á, thì em mời anh chị em cô chú dùng bữa với lại gia đình em nha. Bữa nay thì có bà ngoại ghé thăm nè, rồi mấy đứa em trong gia đình, mấy đứa cháu. Năm nào cũng vậy hết mọi người, đến ngày mùng 2 là mấy bé thường ghé nhà mình, gửi đến nhau những cái lời chúc tốt đẹp, rồi lì xì, mình chúc nhau những cái điều tốt đẹp nhất sang năm mới. Không biết là đối với lại mọi người Tết lớn hay không, nhưng mà đối với lại cá nhân riêng của Nhân cũng như là gia đình của mình, như vậy là đủ rồi mọi người. Như vậy là một cái Tết ấm no hạnh phúc đơn sơ như vậy thôi, nhưng mà nó vui nha. Thì thông qua đây Nhân xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể mọi người trong suốt cái thời gian qua đã đồng hành cùng với lại Nhân. Xin kính chúc cho anh chị em cô chú và gia đình của mình sang năm mới luôn thật là nhiều sức khỏe, công việc của mình làm thuận lợi, luôn luôn bình an trong cuộc sống nha.